mái nhà do bão số 3, cả đêm bà Thắm thức trắng để tát nước. Cảnh tượng căn trọ tạm tan hoang. Đó là những gì mà bà Thắm, 103 tuổi, sống tại căn phòng tạm dưới chân cầu Long Biên, Hà Nội phải trải qua. Được biết, bà Thắm rời quê Hải Dương lên Hà Nội kiếm sống hơn 70 năm qua. Cũng từng ấy năm, bà phải sống trong những nơi tạm bợ với sức khỏe ngày càng yếu. Không làm ra nhiều tiền nên bà phải cố bám trụ ở những nơi như thế này. Mưa bão thốc hết mái, tôi vẫn phải ngồi ở ngoài rìa trong cái góc chó nhà này để treo mưa. Mà hiện bây giờ thốc đây hỏi ông chủ thì ông chủ không chữa. Cũng sống chung trong xóm trọ với bà Thắm, nhiều gia đình khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Những tấm tôn, vách cây đã bay mất trong cơn gió giật mạnh tối ngày 7 tháng 9. Tôi nghe bão ở đây to quá, mái tôn cứ đập vào nhà, đập mình con thì con nhỏ, không biết đi đâu mà chú. Cơn bão số 3 này, nó khủng khiếp luôn này. Qua cô chú cảm thấy ở trong nhà mà nó, nói chung là nó tôn nó bay cứ vù vù. Cái này không dám cho cô ra ngoài, sợ là bay vào tôn nó vào mặt vào mũi, sợ. Ba giờ tôi nằm đây mà tôi có ngủ được đâu. Nhưng là mái tôn mới ngủ nó bay cứ bù bù ở bên cạnh, nó bay kinh khủng luôn. Nên là rất là sợ. Thì muốn là kiếm được một chỗ là sống nó an toàn như kiểu này thì cái bãi bờ kiểu này rất khổ. Bởi vì là mái tôn này nó không an toàn. Bão số 3 đã qua đi nhưng đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, làm cho cuộc sống của những người lao động tự do đã khó nay càng khó hơn.